Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Và đây là phần 2 của series Kết Man Card 1 Bluetooth. Và ngay bây giờ đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng MIDI Bluetooth ở trên chiếc đàn này. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Như trước đây, để kết nối đàn với các thiết bị thông minh như laptop và điện thoại thì chúng ta phải sử dụng đến rất nhiều dây kết nối để mất rất nhiều thời gian và không thuận tiện. Và giờ đây, tính năng MIDI Bluetooth sẽ mang đến sự thuận tiện và thay thế kết nối dây truyền thống. Vậy MIDI Bluetooth là gì? MIDI Bluetooth là ứng dụng kết nối giữa đàn với máy tính và điện thoại, giúp các bạn có thể dễ dàng học và soạn nhạc thông qua các app có sẵn. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, để sử dụng tính năng này, các bạn hãy tải giúp mình ứng dụng Bluetooth MIDI Connect bên iOS và MIDI Bluetooth Connect bên Android. Link của hai app này mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Sau khi đã tải app về và hãy mở nguồn đàn. Lưu ý là tính năng MIDI Bluetooth ở trên đàn luôn ở chế độ sẵn sàng kết nối. Dành cho học đàn là hai app thông dụng, Perfect Piano và Simply Piano. Dành cho soạn nhạc là app Cubasit LE3 và Notion. Để phát đại nhạc trên đàn là Piano Remote. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trên Android. Đầu tiên chúng ta hãy mở Bluetooth ở trên thiết bị điện thoại. Tiếp theo truy cập vào app MIDI Connect Bluetooth ở trên các thiết bị Android. Bắt đầu Start Bluetooth Scan để tìm kiếm Kestman Card 1. Sau khi đã tìm kiếm được thiết bị, chúng ta hãy chọn vào. Và bây giờ chúng ta hãy chọn vào một phần mềm mà chúng ta muốn bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu bằng Perfect Piano. Cái bước thao tác ở trên Android cũng giống hệt cái bước thao tác ở trên iOS. Hãy vào phần Setting và quản lý thiết bị MIDI. Ở đây chúng ta đã thấy được Kestman Card 1 Bluetooth đã được kết nối. Mình sẽ vào phần tập chơi, chọn vào bài Happy Birthday. Tiếp tục là ở chế độ dễ và bắt đầu chơi thôi nè. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nhé. Như các bạn có thể thấy đó, thì qua phần mềm Perfect Piano, đối với một người chưa biết chơi nhạc như mình thì mình đã có thể tập luyện và chơi được những điệu đầu tiên một cách dễ dàng. Tiếp theo mình sẽ vào phần Notion để soạn nhạc. Các bạn chọn vào ứng dụng, tạo một sheet nhạc mới, bấm OK. Ở đây mình sẽ tiếp tục với là Piano. Các bạn chọn vào phần Setting, chọn vào Record Setup. Chọn vào thiết bị Kestman Card 1. Bấm lại dấu ba chấm để thoát ra. Chọn hùng MIDI để hiện lên nút nhạc mà mình đang chơi nhé. Và bây giờ mình sẽ thể hiện một đoạn nhỏ. Tiếp theo là một ứng dụng mở rộng tích hợp nhiều bài hát của nhiều nghệ sĩ mà bạn có thể học theo, đó là Piano Chessboard và Piano Remote. Đầu tiên chúng ta hãy đảm bảo Bluetooth ở trên điện thoại luôn được mở nhé. Ở đây thì mình đã mở Bluetooth rồi và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra trên MIDI Connect Bluetooth. Chúng ta hãy bấm kết nối với Kestman Card 1. Ở đây thì mình sẽ vào phần mềm Piano Remote. Các bạn hãy chờ đợi cho một chút nhé. Chúng ta bấm vào Connect để kiểm tra. Ở đây thì Kestman Card 1 đã được kết nối. Sau đó chúng ta hãy thoát ra ngoài. Vào phần Demo, bấm vào Music. Trong phần này thì mình sẽ chọn vào phần Composer, phần tác giả. Mình chọn vào tác giả mà bạn yêu thích và chọn một bài hát bất kỳ. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng ở trên điện thoại để
tăng giảm âm lượng ở trên đàn. Qua video ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối và sử dụng thành công tính năng MIDI Bluetooth ở trên chiếc đàn Gusman K1 Bluetooth. Chỉ với 12 triệu thì Gusman K1 Bluetooth là một sự lựa chọn được sự mong đợi. Bạn sẽ sở hữu ngay cho mình một cái đàn với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy đủ tính năng. Đàn có đến 3 màu để cho bạn lựa chọn, đó là nâu gỗ, đen muôn và trắng, phù hợp với sở thích của mình. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để trải nghiệm Gusman K1 Bluetooth này ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bằng Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Link mua hàng thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả và hãy để lại comment ở phía dưới nếu bạn còn thắc mắc gì về cái đàn này, và hãy liên hệ qua số hotline 0919 768 606 để được tư vấn mua hàng. Hãy nhớ like, share, subscribe cho bọn mình để giúp bọn mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Xin chào và hẹn gặp lại.